Bị tố lừa đảo, bảo hiểm Manulife buộc khách phải ký giấy im lặng nếu muốn hoàn tiền. Dân mạng xôn xao trước thông tin, đơn vị bảo hiểm Manulife đồng ý hoàn tiền cho khách hàng giữa muôn vàn thông tin tiêu cực, bị tố lừa đảo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là buộc phải giữ bí mật tuyệt đối. Ồn ào về vấn đề bảo hiểm của đơn vị Manulife liên kết cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB bị hơn 30 đơn tố cáo lừa đảo là chủ đề nhức nhối và nóng liên tục trong suốt thời gian qua. Những tình tiết luôn được cư dân mạng quan tâm và theo dõi sát sao. Đáng chú ý hơn nữa là mới đây, phía Manulife đã có động thái mới, phản hồi và đưa ra hướng giải quyết cho những lời tố lừa đảo đến từ khách hàng. Theo thông tin được cập nhật sáng ngày 5 tháng 5, một số khách hàng mua bảo hiểm của Manulife và phía đơn vị này đã được mời lên trụ sở thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những khiếu nại về gửi tiền tiết kiệm bị chuyển thành bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, yêu cầu của khách hàng được đưa ra là phải hủy hợp đồng và yêu cầu phía bảo hiểm phải hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng trước đó. Với đề xuất trên, phía Manulife cũng đã nêu quan điểm đồng ý, tuy nhiên lại đưa ra nhiều yêu cầu khiến khách hàng không ngừng la ó. Cụ thể, phía Manulife chấp nhận giải quyết cho một số khách hàng, nhưng buộc khách hàng phải thực hiện yêu cầu phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối về nội dung, điều khoản của thỏa thuận giải quyết khiếu nại, đồng thời không được tiết lộ công khai bất kỳ nội dung nào về thỏa thuận trên cho bên thứ ba, ngoại trừ cho cố vấn pháp lý của bên mua bảo hiểm hoặc theo yêu cầu của tòa án có thẩm quyền. Cụ thể, trong giấy xác nhận do Manulife Việt Nam đưa ra, công ty này yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung mà công ty đề cập trong thư phúc đáp như khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm và nội dung. Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán, tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty, cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty. Bên cạnh đó, nội dung thỏa thuận còn yêu cầu bên mua bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay mọi khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu thanh toán và hoặc bất kỳ hành động nào chống lại công ty bảo hiểm này và các cấp quản lý nhân viên của công ty. Trước lối xử lý như trên, nhiều khách hàng có mặt vào sáng 5 tháng 5 cũng đều tỏ ra bất bình và mệt mỏi. Ai nấy đều la ó vì từ người bị lừa, gửi đơn khiếu nại nhưng lại trở thành như một kẻ trộm, phải giữ im lặng mới được trả lại tiền. Bất kể ai cũng vô cùng bức xúc. Về phía Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, trước ồn ào trên, đơn vị này cho biết, theo Tuổi Trẻ đưa tin, đối với các giao dịch dân sự khác không liên quan tới việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, khách hàng trong trường hợp này cũng cần nghiên cứu các quy định pháp lý hiện hành, tránh trường hợp chịu sự chi phối không tường minh của các bên, từ đó ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của mình. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm chia sẻ thêm, trước đó theo phản ánh trên báo chí, chiều 18 tháng 4, hơn 30 người đã đến Công an thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn tố cáo Manulife và Ngân hàng SCB. Việc bị mất tiền vô lý, hô biến dòng tiền là bởi đa phần người gửi tiền đều quá tin tưởng ngân hàng mình đã giao dịch lâu năm. Với những tranh cãi gay gắt và sự la ó từ khách hàng, ngày 26 tháng 4 vừa qua, Manulife Việt Nam đã họp báo công bố quyết định giải quyết vụ việc để khép lại những lo ngại về sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua đối tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Manulife cho biết sẽ liên hệ tập hợp các khách hàng gửi khiếu nại để bước vào quá trình thương thảo giải quyết mọi vấn đề. Những cuộc thảo luận này nhằm đạt được một giải pháp công bằng cho cả hai bên, bao gồm việc hủy hợp đồng và hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý. Lãnh đạo Manulife cũng đã xác nhận là hoàn thành các cuộc đối thoại với khách hàng và đạt được giải pháp vào ngày 30 tháng 6 tới. Hiện diễn biến về vụ việc tranh cãi này vẫn đang được netizen liên tục theo dõi, mong chờ hướng giải quyết hoàn chỉnh nhanh chóng nhất để trả lại công bằng quyền lợi cho khách hàng.